Em có thể tư vấn cho anh mẫu đàn này được không? Loại này là giá bao nhiêu, rồi loại này là bao nhiêu? Đối với những cái đàn như này thì nó là đàn đầu gấp, anh có thể gấp đôi lại để tiện cho mình di chuyển lần mình mang đi đâu đó. Hoặc là bên em cũng có cái loại đàn bầu nguyên dạng. Tại hiện tại thì bên em có những cái mẫu như này, nhưng mà nếu mà anh mua tặng ba ấy thì em sẽ giới thiệu cho anh cái loại đàn bầu có hoa văn như này, hoa văn. Hoặc là một cái loại trơn như này, thì anh thích cái loại nào hơn? Ba tánh rất thích đàn và thích nghe ca giọng cổ. Mỗi lần ba nghe giọng cổ thì tánh lại nghe ké. Thành ra từ nhỏ đến lớn thì mê giọng cổ lúc nào không hay. Em thấy cái này cũng